Trước khi vào video các bạn hãy bỏ ra 2 giây để đăng ký kênh và nếu như các bạn thấy hay hãy cho mình một like. Tuy rằng các bạn chỉ bỏ ra 2 giây bấm nút đăng ký nhưng đối với mình nó là một nguồn động lực để mình cố gắng ra thật nhiều video hay cho các bạn xem. Kazuma là người thừa kế của gia tộc Kanagi lừng danh điều khiển lửa thế nhưng Kazuma lại không có sức mạnh hoàn nào. Kazuma hiện tại đang được một người mời đến để diệt ma và cậu cũng gặp anh họ của mình ở đây anh ta chế giễu cậu, nhưng cậu vẫn không nói gì. Một bóng ma bắt đầu xuất hiện thấy vậy anh họ lao vào dùng hỏa thuật bắn về phía nó, nhưng không nhảm nhò. Một vụ nổ sau bóng ma đó làm ra thiêu cháy căn nhà, nó không phải là một con ma mà là một dâu ma nên lửa không xi si nhê. Kazuma lúc này vẫn thờ ơ cho đến khi ông chủ nhà ra giá gấp 100 lần thì cậu đã đồng ý cậu bình tĩnh đi đến trước bóng ma dùng phép thuật gió thổi bay hết ngọn lửa và những lưỡi dao gió tung ra cắt đứt bóng ma thành nhiều mảnh. Cô gái này là Azanoko là con gái của tộc trưởng gia tộc Kanagi và là người đã đánh bại Kazuma 4 năm trước. Lúc này cậu nhóc gen em trai của Kazuma vui mừng chạy đến thông báo rằng Kazuma đã về ở trong nhà tên anh họ đang báo cao với tộc trưởng về việc kazuma đã quay lại với phép điều khiển gió tộc trưởng rất thương cảm với kazuma nhưng cha của cậu lại thấy đó là một nỗi ô nhục gia tộc tối hôm đó một thích khách sử dụng gió đã giết chết tên anh họ và người của gia tộc hôm sau khi gia tộc fuga điều tra và nói họ bị giết bởi phép gió khiến cho ai nấy đều nghi ngờ kazuma những người anh lớn trong gia tộc kanagi đang trên đường đi trả thù kazuma và azano cũng đòi đi theo anh lớn thể sẽ tự tay mình trả thù kazuma theo tình báo từ gia tộc fuga thì kazuma đang ở trong công xưởng khi ba người đuổi theo thì asano đã bị một hàng rào gió tách cô ra khói hai đàn anh hai người đàn anh đã đuổi đến chỗ kazuma một tên dùng quả cầu lửa nhưng lại bị phép thuật gió của kazuma làm nổ tung khi hai bên đang nói chuyện thì một người ở trên cậu đã dùng phép gió cắt đứt sắt đè chết hai đàn anh khi kazuma nhìn lên thì thấy một bàn tay và đó là của linh hồn ngọn gió hắn chính là người đã giết tên anh họ kia khi Azano chạy đến nhìn thấy cảnh này, cô không nghe những lời Kazuma nói mà lao vào đánh cậu. Azano tung ra quả cầu lửa nhưng đã bị lưỡi dao gió của Kazuma cắt làm đôi. Vì không muốn mất thời gian với nhỏ này nên Kazuma đã nói cậu không phải là người giết họ và rời đi. Ngày hôm sau mọi người trong gia tộc bắt đầu đồn ầm về việc Kazuma là người đã giết hai đàn anh. Dù cô hỏi Genka tại sao 4 năm trước lại bỏ rơi Kazuma thì Genma nói. Vì truyền thống của gia tộc Kanagi vô cùng hà khắc nên Kazuma không thể yên ổn sống ở đây và Genma còn muốn Kazuma tự tìm thấy con đường của mình. Genma nói ông sẽ đem Kazuma trở về. Kazuma bên này đang nhàn rỗi thì nhận được cuộc gọi của Genma và hai người hẹn nhau ở chỗ cũ tối nay. Kazuma nhớ về khi cậu thua trận thì Genma đã không thương tiếc mà vứt bỏ cậu và cậu đã quyết định sẽ đến đó. Khi Genma đến ông bảo Kazuma hãy đầu hàng để trả lời những câu hỏi của ông. Kazuma không còn trẻ trâu như xưa nên đã từ chối. Thế sau 4 năm trời hai cha con đã lao vào đánh nhau. Kazuma tung ra những lưỡi dao gió nhưng nó không thể đụng đến cơ thể Genma. Ông ta tạo ra những quả cầu lửa đánh về phía Kazuma nhưng cậu đã dùng khiên gió để phản lại lửa. Nhưng ngọn lửa do Genma tạo ra không đốt cháy những thứ xung quanh mà chỉ duy nhất Kazuma. Cậu tung ra phép gió làm nổ quả cầu lửa của Genma giống như hôm qua nhưng nó không có tác dụng với Genma. Genma bắt đầu hấp thụ sức mạnh tạo ra một ngọn lửa màu xanh gọi là thần lửa. Trong vòng 1.000 năm ở gia tộc Kanagi chỉ có 11 người có thể triệu hồi được thần lửa và Genma là một trong những kẻ mạnh đó. Kazuma đành phải tung hết sức cậu sử dụng sức mạnh hấp thụ linh hồn của ngọn gió làm cho Gen Ma Vong cùng ngạc nhiên, bởi vì ngọn gió hấp thụ linh hồn nhanh hơn nệ Kazuma đã đánh cho Gen Ma bại trận. Khi Kazuma về khách sạn thì em trai cậu là Gen đã đứng chờ sẵn. Tuy rất ghét bố mình nhưng cậu lại rất thương em trai nên đã bảo nhóc vào phòng ngồi. Asano lúc này nhận được tin nhắn của Gen đã đến phòng của Kazuma thì nở ra nụ cười nham hiểm. Ở bên này Gen hỏi Kazuma đã dùng con chắc to có phải không? Đó là giao ước với linh hồn thần gió và ông ta sẽ giao sức mạnh cho cậu. Chỉ có cách giải thích đó mới nói lên sức mạnh hiện giờ của Kazuma. Zen bắt đầu khuyên Kazuma nên về gia tộc để phân minh cho bản thân nhưng cậu lại không muốn về. Thế là Ren đã khóc vì cứ nghĩ sẽ thuyết phục được Kazuma trở về. Kazuma nói sẽ để cậu tối nay ngủ lại đây thì Zen mới hết khóc. Khi Kazuma đang trông Zen ngủ thì bên ngoài một luồng khói xuất hiện vừa cắt đôi tòa nhà bằng phép gió. Kazuma đã lôi Zen dậy và phá cửa kính để thoát ra. Asano đã chạy đến bên ngoài thì thấy tòa nhà bị cắt đôi thì hoảng hồn một người đàn ông với làn gió màu tím xuất hiện những đòn tấn công của kazuma khi đến nơi hầu như đều biến mất khi kazuma đấm tên đó thì hắn lại cười nham hiểm và biến mất bởi vì asanuk là người thừa kế gia tộc nên kazuma đã mặc kệ mà bay đi cứu gen kazuma đã đến gia tộc kanagi để nói chuyện với jugo nhưng lại bị những thành viên gia tộc chặn lại vì nghĩ cậu là người đã giết những đàn anh bọn họ không nghĩ ngợi gì tung lửa vào kazuma nhưng đều không xi nhê mà còn bị cậu đánh văng ra dù lúc này xuất hiện ông vui vẻ nói chuyện với cậu, Kazuma đã kể chuyện Gen bị bắt cóc và chuyện có người đứng sau chuyện này. Asano lúc vừa về nghe tin Kazuma đến thì vô cùng tức giận. Kazuma trong này đã chỉ dạ kẻ bắt cóc Gen khi Zugo định nói thì Azano lao vào với thanh kiểm lửa. Khi cô định chém Kazuma thì Zugo hô một tiếng thanh kiếm đã tắt lửa. Ông giải thích Kazuma không phải là người làm chuyện này mà chính là gia tộc Fuga. Họ đã bắt đầu trả thù gia tộc Kanagi. Tên mà Kazuma đã nói là Jiza con trai của tộc trưởng Fuga những thành viên gia tộc fuga đã rời đi sau khi azano biết tin kazuma đã hạ ghen mà khiến cô rất bất ngờ gia tộc fuga 300 năm trước là tập đoàn tội phạm vô cùng mạnh nhưng họ đã bị gia tộc kanagi phong ấn lại nên họ đã làm người hầu cho gia tộc kanagi bây giờ gia tộc fuga định dùng huyết thống của kanagi là gen để làm vật tế phá giải phong ấn cho một dâu ma điều đó làm cho kazuma nhớ về một ký ức không đẹp trước đây gia tộc fuga chưa hoàn toàn giải trừ được phong ấn thì dâu ma đã nhập vào di ra và hắn đã rất mạnh đến khi dâu ma đó được giải thoát hoàn toàn thì kanagi sẽ gặp đại nạn dâu ma đó bị phong ấn bởi ngọn lửa của nhà kanagi nên bất cứ ai chạm vào đều sẽ bị thiêu cháy riêng chỉ có huyết thống của nhà kanagi chạm vào là không sao dâu ma đã nhập vào cơ thể gen để giải trừ phong ấn kazuma đã đồng ý sẽ giúp nhưng vẫn phải có tiền thưởng cậu làm vậy là vì không muốn người khác nói cậu lại đi giúp gia tộc kanagi hai người lúc này đang trên đường lao đến chỗ nhà fuga khi azano đang cằn nhằn thì kazuma cảm nhận được gì đó cậu đã đánh bay cánh cửa và ôm Zano nhảy ra. Ngay lập tức một là gió đen bay đến chém đôi chiếc xe, và người đã tấn công hai người chính là Ziza của gia tộc Fuga. Hiện giờ trên cơ thể của Ziza không còn hiện diện của sự sống. Azano bây giờ sẽ đánh áp sát hắn còn Kazuma sẽ đứng sau để hỗ trợ. Azano triệu hồi ra liếm lửa tung ra những cầu lừa nhưng đều bị dao gió của Ziza chém hết. Khi cô lao đến chém thì cũng bị bắn ta đỡ lại được và còn bị đấm một đấm. Khi cô gọi viện trợ Kazuka thì cậu lại làm mặt chó bỏ đi cứu Gen để Azano một mình đối phó gia tộc fuga lúc này đang điều khiển gen để phá vỡ phong ấn một làn khói đen hiện lên thành dâu ma khi nó định nuốt trưởng gen thì lóc xoáy của kazuma đã tới còn con dâu ma bị gió của kazuma nhốt lại cậu đặt gen xuống và giải trừ phép thuật trong người gen đàm thành viên của nhà fuga tập hợp lại đánh vào kazuma nhưng không ăn thua lúc này một lốc xoáy đen xuất hiện và tên Liza đã đến đồng nghĩ với việc Asano đã bị đánh bại. Liza bắt đầu hét lên khiến cho dâu ma phá được gió của Kazuma thoát ra, dâu ma bắt đầu nhập vào cơ thể Diza khiến cho hắn biến thành quỷ dữ. Trưởng lão của Fuga cứ nghĩ đã đến lúc trả thù nhưng lại bị tên quỷ đánh chết. Sau đó hắn lao đến nhà của gia tộc Kanagi, Kazuma đã đưa gen đến chỗ Asano. Cô đã bị đánh bất tỉnh và hắc ma của Jiza đã từ từ lan vào cơ thể cô. Thấy vậy, Kazuma do dự lôi ra lọ thuốc Elixir quý nhất trong các loại thuốc, thấy vậy Gen đã tức giận bóc hỏa bảo cậu đưa lọ thuốc. Khi thấy em trai mình trưởng thành như vậy, Kazuma đã mớm thuốc cho Zano. Khi cậu tỉnh lại và nghe Gen lể thì rất biết ơn Kazuma đã tạo ra một cơn lốc và đưa hai người đuổi theo Jiza. Không hiểu tên Jiza ăn gì mà bay chậm nên Kazuma đã đuổi kịp. Nếu cứ mặc kệ hắn thì những ác ma trong vùng sẽ thức tỉnh. Gen lúc này đã nhảy xuống cậu nhận nhiệm vụ tiêu diệt những hồn ma mới xuất hiện. Còn Azano và Kazuma sẽ chặn Jiza. Hai người xong kiếm hợp bích lao đến nhưng azano đã bị ziza đánh văng ra hắn ta bắt đầu nổi điên và mất kiểm soát kazuma đã tạo ra một đường hầm gió đến chỗ của ziza và azano lao đến chém sau đó cậu triệu hồi ra cơn lốc xoáy ráng đòn trực tiếp khiến tên ziza nằm lún xuống đất azano lao đến chém nhưng hắn đã tỉnh dậy bây giờ chỉ còn một cách cuối cùng cậu bảo azano câu giờ còn cậu đang hội tụ sức mạnh azano đã bị đánh tơi bời khi cô sắp bị nghiền nát thì một ngọn lửa màu đỏ xuất hiện và cô đã chém gãy tay ziza cô tạo ra một vòng tròn lửa thiêu cháy hắn cứ nghĩ đã thắng nhưng hắn tiếp tục xuất hiện kazuma đã tập hợp xong sức mạnh cậu đã trở thành người đại diện của thần gió với sức mạnh to lớn cậu tạo ra những vòi rồng lớn chèn ép vào lốc xoáy của visa nhân cơ hội asano lao đến đâm khiến cho hắn nổ tung cái bên này đã tiêu hết lũ dầu mà mới lên hôm nay gia tộc kanagi đang tổ chức tiệc để ăn mừng việc đã đánh bại nhà fuga khi kazuma đến thì mọi người đều hướng ánh nát về cậu lúc này một cô gái xuất hiện cô là Misako được chỉ định để phục vụ kazuma cậu bắt đầu nói đùa là ngay cả việc ấy ấy khiến cho azano ghen mà nhảy ra misao là em gái của đàn anh đã chết trong vụ đi săn cậu misao lúc này cầm dao lao đếm đâm kazuma nhưng không thể xuyên qua tấm khiên gió mọi người bắt đầu định tội và kazuma đã bảo tha cho misao vì cô chưa làm tổn hại đến ai misao rất cam thủ cậu vì chính cậu là người đã giết anh trai của cô khi azano đi cùng đám bạn thì bắt gặp kazuma đang đi cùng một người phụ nữ từ khu đèn đỏ ra không những thấy ngực cô ta còn lớn hơn của azano khiến cô rất cay sau khi chia tay hai người bạn thì Azano bắt đầu công việc rình mò của mình, nhưng tìm mãi vẫn không thấy cậu đâu. Thế là cô gọi Gen ra cùng chịu chung số phận cùng mình. Sau khi tìm mãi không thấy thì Gen nhìn thấy Kazuma đang đợi người ở quán cà phê. Lúc này một người phụ nữ đi đến và cô gái đó lại chính là Misao. Hai người theo dõi nhưng quá lộ liễu nên đã bị Kazuma phát hiện. Không ngờ hai người lại tiếp tục vào khu phố đèn đỏ. Vì đang tò mò nên Azano vẫn bám theo. Khi thấy hai người vào khách sạn thì nóc nhà nổi điên lên ngay cả bảng chỉ dẫn bên cạnh bị nung đỏ ở trong này misao đã thuê lính bắn tỉa bắn sau đó cho người giấy đạn vào kazuma và bồi thêm vài quả lựu cứ tưởng cậu đã chết thì kazuma lại xuất hiện đám lính cùng tên bắn tỉa đã bị cậu hạ nóc ao misao vứt túi lại và chạy đi azano đã đuổi theo đến sân thượng và kazuma cũng đến cậu lấy cớ trả túi cho cô mà khuyên cô không nên làm điều vô ích vì cô sẽ không thể đụng được cậu nói rồi misao bắt đầu trưởng vào kazuma rất nhiều nhưng không ăn thua trời đột nhiên đổ cơn mưa như nói lên nỗi chua sót khi mất đi người anh trai yêu quý của misao misao gục ngã nên kazuma đã đến che áo cho cô nhưng cô đã đẩy ra khi mọi người đi hết thì một người thần bí xuất hiện và nói sẽ ban sức mạnh cho misao để trả thù ở tàu điện ngầm khi một cô gái đang đi thì bỗng nhiên bước vào một không gian màu cam một dâu ma sở lam xuất hiện nuốt chửng lấy cô gái sau đó những vụ án tương tự như vậy xảy ra càng nhiều và đó chính là sức mạnh mà misao vừa được kẻ thần bí ban cho Azano lúc này đang đến khách sạn của Kazuma để có chút việc. Bố cô muốn Kazuma dùng phép gió của mình điều tra sự việc vì gia tộc Fuga đã không còn. Khi cô thấy cái áo mà Kazuma đã che cho Misao thu cảm giác khó chịu xuất hiện vì sao cậu luôn quan tâm đến Misao. Kazuma đã đồng ý tìm hiểu vụ này nhưng cậu lại không muốn hợp tác cùng Azano vì khi không nắm được tình hình thì cô sẽ trở thành gánh nặng cho cậu. Azano khi rời đi thì vô cùng tức giận cô cho một tên lăng nhăng một cước vào mặt bởi vì Azano có linh lực nên Kazuma định dùng cô làm mồi nhử để tìm vị trí của Mi sau. Ba người lúc này đã bước vào không gian màu cam không một bóng người, những dâu ma sở lam xuất hiện ở khắp mọi nơi. Vì không thể trốn được nên Azano đã triệu hồi ra thanh kiếm lửa đánh tụi sở lam nhưng vẫn không ăn thua. Kazuma đã đến cậu dùng gió tạo một cánh cổng để đi vào không gian màu cam. Azano sẽ lao đến đánh còn Kazuma sẽ yểm trợ. Khi Azano thiêu trái đám dâu ma thì không gian đã trở lại bình thường. Azano rất tức giận khi biết Kazuma lợi dụng cô là một mồi nhử. Kazuma lúc này đã phát hiện vị trí của Misao nên cậu đã rời đi. Thấy vậy Azano cũng đuổi theo. Kazuma đã đến một công viên và thấy Misao đang ngồi trên ghế. Xung quanh cô chứ rất nhiều hắc ma do cô đã giết người. Azano lúc này cũng đã đuổi đến. Cô bắt đầu chửi và nói thù của hai người sau cũng được nhưng không được lôi người vô tội vào. Azano vì muốn đưa Misao về chịu phạt nên đã triệu hồi ra thanh kiếm nhưng đã bị Kazuma ngăn lại misao hiện tại sức mạnh cô không đủ và cần hấp thụ thêm sinh mạng để đánh bại kazuma nên đã rời đi azano quay sang trách kazuma nhưng cậu đã bực cậu dùng một tay đã dễ dàng dập tắt ngọn lù thanh kiếm và rời đi misao lúc này đang ở trong một nhà thờ với kẻ bí ẩn ở phía gia tộc kanagi cha của misao bảo kazuma đừng tham gia vì ông sẽ khó có thể tiêu diệt misao azano đã tuyên bố cô sẽ là người ngăn kazuma lại tối hôm bắt đầu nhiệm vụ người phụ nữ hôm trước đi cùng kazuma lại là một thám tử vì họ muốn thay thế gai tộc Fuga về việc thu thập thông tin để kết giao với nhà Kanagi. Theo như tình báo thì Misao đang ở trong căn nhà thờ. Khi bố cô đến gặp thì Koi đã tự mình ra đón rồi, cô đã cùng Gen ra trận và theo làn gió Kazuma cũng đã xuất hiện. Azano lúc này đang đứng trên sân thượng của tòa nhà. Đợi đúng lúc Kazuma bay đến thì cô nhảy xuống chặn cậu lại với những đòn lửa vô cùng mạnh. Nhưng chúng chỉ như mũi đốt với Kazuma. Khi cậu bay đi thì Azano đã rơi tự do xuống nhưng Kazuma vẫn cứu cô. Azano lúc này không biết ngượng mà đem gen ra làm khiên để chiến thắng Azano bảo Kazuma ở lại đây khi nhà họ xử xong misao nhưng điều ngược lại đã xảy ra khi Kazuma đếm đến ba thì một vụ nổ lớn xảy ra khi Azano chạy đến thì những thành viên trong gia đình và bố của misao đã bị cô giết hết xung quanh misao bắt đầu tỏa ra sát khí vì muốn giết Kazuma cô tung ra những quả cầu hắc hỏa về phía Kazuma cứ nghĩ là ngon ăn nhưng nó đã bị lốc xoáy của Kazuma triệt tiêu cô liên tục tấn công nhưng vẫn không nhằm nhò gì thể thắng Kazuma và lúc này tên ngóc được gọi là thiên thần xuất hiện, hắn đã lợi dụng Misao giết người, Misao bắt đầu mất kiểm soát và bất đi và những hồn ma do cô giết đang thoát ra ngoài, tên thiên thần như vật chủ bắt đầu hút những hồn ma đó để có được sức mạnh. Hắn ta là Hayley và cũng chính là đồ đệ của tên kẻ thù truyền kiếp của Kazuma. Kazuma tức giận khiến cho gió nổi ầm ầm lên. Tên Hayley bắt đầu điều khiển những dâu ma nuốt lấy cơ thể Misao và biến thành một con bạch long. Nếu giết nó thì Misao cũng tòi đời theo tên Hayley cũng đã nhập vào con bạch long. Azano lao đến tung cầu lửa nổ tung đầu con rồng, nhưng nó vẫn lại tái sinh. Cô tức giận vì tại sao Kazuma luôn quan tâm đến mỗi Misao, vì lơ là nên con bạch long đã tung ra những xúc tu tấn công may mà Kazuma đã cứu cô. Sau khi nghe Kazuma nói thì Azano đã hiểu ra, cô thấy Kazuma vì cứu cô mà đã bị thương và cần 5 phút hồi phục. Trong thời gian đó cô sẽ cùng Zen cầm chân con rồng. Kazuma bắt đầu tập trung sức mạnh để hội tụ sức mạnh của thần gió. Azano rất hăng máu chém đứt xú tu con rồng nhưng chém mãi không xong đúng lúc kazuma đi đến với sức mạnh của thần gió cậu đã biến ngọn lửa của azano thành thần lửa kazuma nâng azano bay lên chém xuyên qua hắc hào và đâm vào con rông khiến nó cháy thành dòng lộn tên he lẫy cũng lộ mặt hắn rất bất ngờ vì kazuma đã ký giao ước với thần gió và hắn đã bị thiêu và cuối cùng như ngày tháng sau misao đã theo lời tộc trưởng đi tu tối hôm đó một cô bạn của azano đang ở trường muộn thì bị một bóng trắng nhát ma thế là tộc trưởng đã bảo azano đi tiêu diệt bóng trắng đó và ông đã tìm cho cô một người vệ sĩ để bảo vệ nhưng không người đó lại chính là Kazuma. Aza đấu quyết liệt phản đối, nhưng nếu vậy tộc trưởng sẽ giao nhiệm vụ cho cô thám tử. Nghĩ đến chuyện Kazuma và cô ta ở bên nhau khiến cho cô nổi điên lên mà đồng ý khi đến trường Azano hỏi Kazuma tại sao cậu chịu nhận công việc thì cậu nói bởi vì tộc trưởng đã trả một số tiền khổng lồ. Đột nhiên bụi cây bên cạnh có tiếng động, thế là Azano định tung lửa nhưng bị Kazuma ngăn lại vì đó là hai người bạn của cô. Ba người đã hợp thành tổ đội bắt ma đi tấu hài và trong trường cô bạn đã kể về bảy điều kỳ bí ở trường và có một điều kỳ bí ở cây đào nói chuyện đi tìm một hồi nhưng không thấy gì lúc đó kazuma đứng lại cậu điều khiển gió về phía hành lang và một ngọn gió cũng được đáp lại thổi ngược váy của những cô gái lên khi azano định đánh cậu thì một bóng trắng xuất hiện nhưng đã bay đi mất khi azano đang bắt kazuma khai những điều cậu biết ra thì bất ngờ kazuma lại hôn vào mũi khiến cô hết hồn chưa bình tĩnh lại thì bóng trắng từ trên tầng bay xuống đâm thẳng vào đầu azano cô quyết sẽ tẩn nó một trận nhưng kazuma đã ngăn lại vì theo như nó nói nó đang làm gì đó để đuổi họ đi vì thế cứ đi theo xem sao đi tiếp thì mấy người lại nghe giọng nói đó và một luồng gió lớn thổi đến nâng ba cô gái lên khi azano đuổi theo thì bị khăn lau bảng bay thẳng vào mặt và ngã cầu thang sau đó ba cô gái bắt đầu hành trình bị dọa ma của mình từ búp bê cho đến vòi nước khi azano đang ngồi hong quần áo thì kazuma phát hiện những cơn gió đã tụ họp lại sau sân bởi vì chúng không giống như những dâu ma nên azano không cảm nhận được vừa đi ra sau sân thì Azano đã bị số nước bay vào đâu. Cô tức giận quyết sống chết mà tung ra hỏa cầu bắn. Kazuma ngăn lại nên Azano tức quá mà phát khóc. Kazuma bảo bóng trắng dừng lại thì nó nói đố anh bắt được em. Chưa dứt câu thì Kazuma đã dùng gió nhốt lại. Bóng trắng đó lại chính là một tiểu tiên. Tính cách nó rất giống với Azano. Lý do nó ở đây là vì nguyện vọng của người ông quá cố. Tiểu tiên bay về phía cây anh đào và gọi những tiểu tiên khác đến. Những tiểu tiên tập hợp lại khiến cho cây anh đào có sức sông đâm chồi đầy lộc một làn gió nhẹ khiến cho hoa rơi trông rất thơ mộng khi những tiểu tiên bay đi thì cây anh đào cũng trở lại bình thường hôm đó khi ở trường gen bị hai người bạn tranh giành nhưng cậu bạn đã bị cô gái đánh văng thế là cậu đành hẹn hò cùng cô kazuma bên này đang cùng azano làm nhiệm vụ vì cậu bị cảm nên phải mang rất nhiều đỏ khiến azano rất giận thế là cô bảo kazuma khao một trầu vì cậu có rất nhiều tiền gen đang mệt mỏi trên đường về thì nghe thấy một giọng hát rất ngọt ngào và cậu chạy đến xem tiếng hát như mê hoặc khiến gen không tự chủ tiến lại gần Cô gái đó là Azumi cô đột nhiên bắt tay Zen và muốn cậu cùng chơi với cô. Tuy rất bối rối vì lần đầu được gái mời nên Zen đã đồng ý. Cậu còn ga lăng cởi áo cho cô gái. Kazuma và Azano đang ở trong nhà hàng sang trọng ăn tôm hùm sốt thái thì Kazumi nghe thấy tiếng gọi của Tiểu Tiên. Dạ bên ngoài Tiểu Tiên xuất hiện và được Kazuma đặt cho cái tên là Dẹp. Tiểu Tiên cũng biết Kazuma là con chắc to vụ tộc trưởng của cô đã nói. Và muốn nhờ cậu giúp một việc rằng cậu tìm giúp món bảo vật đã bị con người đánh cắp. Kazuma đồng ý nhưng phải có tiền vì Tiểu Tiên là con đỗ nghèo khỉ nên cô bao biện lý do bà bị Kazuma đánh bay. Thế là cô đành đồng ý cho Kazuma có thể lấy châu báu ở vương quốc họ. Zen và Azumi bên này đang chơi vui vẻ thì một chiếc xe chạy đến. Một đám người giống như mafia lao đến đánh ngã Zen và bắt lấy Azumi. Bọn chúng định dùng kìm điện nhưng Zen đã lao đến đánh ngã chúng. Nhưng chưa làm anh hùng được 2 phút thì cậu đã bị chúng dùng súng ngăn lại. Đang tức giận Zen dùng hòa thuật nung cãi khẩu súng. Đám mafia sau khi biết thân thế của Gen là người nhà Kanagi thì rất bất ngờ và chúng cũng nói ra thân phận là người nhà Sugabuki. Đó là một gia tộc lớn, nếu Gen làm gì sai trái thì mối hòa hiếu hai gia đình sẽ mất. Khi Gen định rời đi nhưng vù không muốn người con gái mình yêu bị bắt đi. Thế là Gen nổ lửa lên tạo ra một bức tường lửa dọa đám mafia bỏ chạy. Sau khi chúng rời đi Azumi đã nhờ Gen dẫn đến một nơi. Tiểu tiên bên này đã truyền hình ảnh của báu vật của họ vào đầu Kazuma và đó là một quả trứng người đã trộm báu vật đó chính là nhà Sukabuki một gia tộc có khả năng điều khiển đất. Khi Kazuma đến nơi cậu dùng gió lẻn vào trong nhưng lại không thấy, nhà Sukabuki lúc này đang gặp rắc rối vì báu vật đó đang chạy trốn và đó chính là Azuma. Bọn chúng định dùng Azumi để làm vật tế lễ tai sai. Đó là buổi lễ diễn ra 30 năm một lần ngăn cản sự phun trào của núi Figi. Khi hai người đang nói chuyện thì bị Kuzeha phát hiện, hai người bị một nguồn năng lực thần bí kéo xuống. Kazuma đã phá được và nhảy vào nhà đám mafia điều khiển đá tấn công nhưng bị kazuma phá giải khi tiểu tiên rơi vào khiến mọi người rất kinh ngạc thất tình hình vậy kazuma đưa cô lên và bắt đầu đe dọa rồi rời đi kazuma đã nghĩ ra một kế hoạch đáng sợ làm cho tiểu tiên đổ mồ hôi sẽ lúc này vẫn đang dạy gái mà dẫn azumi chạy đi ngắm biển azumi đã ôm lấy tay khiến cho cậu bối rối không ngừng hai người đã cùng nhau đi tàu để đến biển khi đến nơi gen lại ga lăng mua cho cô một cái bánh bao Azumi nói rằng cô là người của nhà Sukabuki và sắp đến lễ tai sai cô chính là người sẽ bị làm vật hiến tế. Kazuma kể rằng 300 năm trước khi núi Fuji phun trào thì một con quái vật xuất hiện. Tiếng gầm của nó khiến cho núi Fuji phun trào mạnh mẽ hơn. Vì để chiến thắng, tộc trưởng của nhà Sugabuki đã hy sinh thân mình phong ấn con quái vật lại. Từ đó cứ 3 năm thì nhà Sugabuki lại hy sinh một người. Kazuma vô cùng ghét nghi lễ này. Azumi sau khi nhìn thấy biển thì vô cùng vui mừng. Zen vì muốn cô vui hơn nên đã tạo ra một mặt trời nhân tạo phát sáng. Azumi mừng đến nỗi khóc hết nước mắt. Khi cả hai đang vui vẻ thì chị gái cậu Azumi xuất hiện, nhưng mà Azumi luôn chối Azumi không phải em gái cô. Azumi đã đồng ý đi về để làm vật hiến tế. Khi đi lên Azumi luôn bị Mazumi và tên thuộc hạ đánh đập, vì không thể chấp nhận được nên Gen giã phóng lửa lên. Cậu đã hứa sẽ bảo vệ Azumi. Tên đàn em của Mazumi nhảy xuống hắn bắt đầu điều khiển cắt dưới chân tân công Gen. Nếu còn đứng dưới đây cậu sẽ bất lợi thế là Ren nhảy xuống bắt đầu bộc phát hỏa tên đàn em tấn công nhưng đất dưới chân của gen đã bị nung cháy thành mắc ma nên hắn không thể điều khiển thế là gen đã phóng hoặc đánh bại tên đàn em mazumi lúc này nói azumi chỉ là một con búp bê nhân tạo bản sao của mazuki cô được tạo ra một tháng trước để thay thế mazumi hiến tế và cô chỉ sống cho đến một tháng nữa nghe tin đó gen đã suy sụp lúc này azano chạy đến tuy không hiểu tình hình nhưng thấy gen như vậy cô đã lao xuống chỗ gen và hai người kia đã rời đi kazuma lúc này đã tỉnh dậy khi tiểu tiên nhìn vào cơ thể azumi thì thấy quả trứng đang ở trong cơ thể cô kazuma cho rằng chúng là một lũ bệnh hoạn khi tiểu tiên bảo kazuma cho chúng một trận thì cậu đã bảo rời đi và lập ra một kế hoạch cướp người cô dẫn tên đàn em đến nơi tổ chức lễ tai sai ở đây mazumi và azumi đang bị đóng băng trong tảng pha lê vì azumi không đủ sức kiểm soát sức mạnh nên kuheza đã đưa mazumi theo cùng sau khi về nhà Ren luôn thất thần ngồi một mình suy tư, thấy vậy Azano đã đẩy cậu xuống nước để cậu tỉnh táo lại. Azano đã dạy cho cậu hiểu khiến cậu nhận ra rằng muốn đến gặp Azumi để nói với cô hôm qua là ngày rất vui. Trước khi đi Azano dặn cậu không được gây náo loạn ở gia tộc khác nhưng Azano lại đánh cho đám cảnh vệ tây bời. Khi hai người vào trong thì bị chặn lại bởi một con cô lem bằng đá. Azano bảo Zen và trước còn cô ở lại đánh nhau. Khi Zen chạy đi thì bị con golem điều khiển cắt bắt lại. Zano lao lên chém nhưng không ăn thua mà còn bị con golem sút văng. Lúc này Zen đã nhận ra con golem chính là tên đàn em của Mazuki. Zen hỏi tại sao hắn lại bị như vậy thì hắn nói. Vì để có được sức mạnh bảo vệ Mazuki nên hắn đứa chấp nhận biến thành người đó. Khi Zen sắp bị bóp thành bún thì những lưỡi dao gió của Kazuma đến chém đất con golem. Tên golem tuy bị cắt thành nhiều mảnh nhưng hắn đã tự hợp thể lại. Theo lời Kazuki cách của nhà Sugabuki là hy sinh người khác để có thể sống tên đàn em bắt đầu nhớ lại lúc Mazuki đã hôn cậu và nhờ cậu bảo vệ cho đến khi cô bị hiến tế. Nhận thấy sự chân thành của Mazuki nên cậu đã thể trung thành suốt đời. Zen sau khi hỏi Kazuma rằng anh sẽ chết để cứu cậu và nhận được câu trả lời là anh sẽ không hy sinh mà tạo ra một cái kết có hậu. Thế là Zen đã tự mình bước đến và cảm hóa tên đàn em, nhưng hắn không nghe và đã tấn công Ren. Cậu bắn ra một tia lửa xuyên qua đống cắt đánh trúng tên Golem, ngọn lửa của Zen lúc nãy không bình thường. Nó có thể thiêu cháy được cả Golem bằng đá. Khi golem tan chảy thì tên đàn em cũng trở lại bình thường, khi ba người đang tám chuyện thì một tảng đá lao đến, Azano đã bắn ra chùm điện, nhưng khi đến gần Kureha thì nó bị đẩy xuống đất, sức mạnh của tên đàn em kia là được Ki-ze-ha ban cho. Phép thuật của Kureha rất khác thường nên Kazuma đã đoán được đó là từ sức mạnh của con quái vật. Kafuma đã đưa Zen bay đến chỗ Azumi còn sau khi đáp đất an toàn hai người đã gặp nhau, Zen bắt đầu nói những lời thật lòng và không những thế cậu sẽ đưa Azumi đi cùng hai tên vệ sĩ ban đầu còn ngâu lòi nhưng khi biết tin gen đã hạ tên đàn em thì tá hỏa chạy trốn gen bắt đầu tâm sự với azumi và đúng lúc kazuma đi đến thì ra cậu đã dùng azano để làm mùi như và rời khỏi đây khi định rời đi gen đã nhờ kazuma cứu mazuki và khi tảng pha lê sụp xuống thì hang động cũng sập theo thế là kazuma khoan một lỗ lớn và bay lên trời lúc này kazuma nhìn thấy tộc trưởng của sugabuki ông ta nhờ kazuma ngăn âm mưu của kuhe ra lại ở bên này hai người phụ nữ vẫn đang đánh nhau quyết liệt những quả cầu do Azano tạo ra đều bị nuốt trọn. Kazuma lúc này đã đưa rất nhiều người đến sau khi nghe những lời trưởng lão nói thì cậu đã biết mục đích của Kuheza không chỉ phong ấn con quái vật mà còn để hút lấy sức mạnh của nó. Kazuma bắt đầu nói đến những vấn đề mà Kuheza chưa từng nghĩ đến, rằng khi tên đàn em kia nhận được sức mạnh thì lại biến thành quái vật còn cô thì lại không, tức là con quái vật chính là một phần của cô ngay từ khi cô sinh ra, không phải vì Kuheza không có phép thuật mà cô đã bị con quái vật kìm hãm lại và bị nó lợi dụng. Kazuma đột nhiên hỏi Kuhe ra liệu con quái vật có phải bị nhốt dưới tảng thủy tinh không và cậu đã đấm thủng một lỗ ở đó. Ngay tức thì một dòng nham thạch từ dưới lỗ chui lên con quái vật cũng đã từ từ hiện ra, thể của Kuhe ra đột nhiên phát sáng do Zenon đã lấy lại sức mạnh mà nó ban cho. Ba người đã cùng nhau đi lên chiến đấu nhưng chiêu thức của ba người đều không ăn thua. Khi Azano sắp rơi thì Kazuma đã kịp thời vớt cô lên. Không chỉ có bộ giáp cứng chắc mà Zenon còn có một sức mạnh kinh khủng. Kuhe ra lúc này tỉnh dậy cô tức giận và đã điều khiển được phép thuật. Kazuma lúc này cũng đang bó tay vì sức mạnh thần gió chỉ duy trì được 5 phút. Dứt lời Kuheza xuất hiện cô rất cam ghét Zenon vì nó đã hủy hoại cuộc đời cô. Nó đã tập trung sức mạnh và Kuheza đã đi chầu ông bà. Khi thấy mọi người đã hết cách thì Azumi ở đằng xa đã thực hiện nghi lễ ta sẽ khiến con quái vật yếu đi. Sau khi hiểu được tâm ý của Azumi ba người đã cùng nhau lao vào, Kazuma khai mở sức mạnh của thần gió triệu hồi ra cơn lốc khổng lồ nhấc bổng con Zenon lên. Đòn cuối cùng Kazuma đã kết liễu Zenon về Tây Thiên. Azumi sau khi kết thúc nghi lễ thì ngất đi. Hôm ấy Kazuma Azano và Zen cùng nhau đi công viên giải trí chơi. Đến nơi thì hai người bạn mà Zen đã hẹn đã đến. Cậu tạm biệt anh chị để đi cùng bạn và thực chất là để hai người hẹn hò. Hôm trước tộc trưởng đã giả vờ lừa hai người đi diệt ma ở công viên để cả hai gần nhau. Kazuma đã nhanh trí gọi Zen đi cùng khiến tộc trưởng cạn lời. Quay lại thực tại khi hai người đang ngồi nghỉ thì Azano thấy ở đây hầu như toàn là những cặp đôi. Khi cô định nắm tay Lazuma thì cậu đột nhiên nói chuyện khiến cô giật mình. Kazuma đã nhìn ra bà lao công kia là một tên biết thái cải trang thành, thế là Azano lao đến đá bay hắn. Thấy có hai tên lưu manh đang kẹo gái thì cô liền chạ tới dạy dỗ. Kazuma nhặt cái máy quay lên xem và thấy một cảnh tượng gì đó. Azano tức giận lao đến đá cậu vì lại đi xem cái máy đó. Kazuma sau đó đã gọi cô thám tử đến vì sợ gọi những cảnh sát khác thì Azano sẽ bị bốc lịch vì cô đánh gần chết tên biến thái. Nhóm xe bên này sau khi quá sung sức chơi ly quay thì phải chịu hậu quả chóng mặt. Sau một hồi đi xe thì Kazuma và Azano cùng lên ngồi đu quay. Cả hai đã cùng nhau dưới không cảnh lãng mạn ngồi ngắm hoàng hôn. Zen khi nhìn thấy màu sắc sặc sỡ của phòng đu quay thì bắt đầu tưởng nhớ về Azumi. Bởi vì cả ngày nay Zen thả hồn đi đâu nên giờ cậu đã trở lại bình thường khiến cô bạn rất vui. Khi hai người đang thắm thiết nói chuyện thì bị cậu bạn phá ngang. Và đúng vậy cậu ta đã bị canon tẩn cho một trận. Khi xuống đu quay hai bên đã gặp lại nhau, Kazuma đã nhận ra công việc mà tộc trưởng chỉ định chỉ là cái cớ để hai người đi chơi cùng nhau nhưng azano vẫn chưa nhận ra mà đang hoang mang vì chưa hoàn thành nhiệm vụ ngày hôm đó một... azano khi ở trường rất lẳng lơ vì tối nay có buổi hẹn hò hò với kazuma tối hôm đó hai người ăn mặc lịch thiệp khoác tay nhau cùng vào một nhà hàng sang trọng khi ngồi ăn kazuma đã để ý thấy một dâu ma đang ở nhà hàng này azano hỏi kazuma lấy bộ đồ từ đâu ra thì cậu tưởng mình đẹp trai mà hỏi lại thích cậu rồi à khiến azano rất bối rối khi hai người đang cãi nhau thì một đám cướp lao vào vì đây là nhà hàng sang trọng nên chúng cướp được rất nhiều của cải nhưng Kazuma và Asano lại ngồi nhởn nhơ ăn uống khiến cho bọn cướp tức giận. Đột nhiên một chùm lửa bắn cho đám cướp chạy toán loạn. Kazuma gọi đó là linh hồn siêu thú và nó của cô gái ở Mỹ. Cô gái đó là Katerine của gia tộc McDonald. Đó là một gia tộc nổi tiếng ở Mỹ họ dùng những kỹ năng đặc biệt từ những sinh vật thần thoại. Nghe thấy vậy, Asano liền kiện rằng gia tộc đó không có khả năng sử dụng lửa nên mới nhờ đến sinh vật hỗ trợ. Katerine đến Nhật là vì muốn gia tộc Kanagi nhường lại danh hiệu người sử dụng hỏa thuật mạnh nhất và muốn Azano giao lại thanh kiếm Enzaiha. Nghe thấy vậy Azano tức giận triệu hồi ra thanh kiếm cơ thể của Catherine cũng bốc hỏa và triệu hồi lên siêu thú thiên thần. Ngọn lửa của nó không giống như lửa bình thường mà nó có thể đốt cháy bất cứ thứ gì. Thiên thần lao đến đánh và nó còn có thể xoay người 360 độ. Khi Azano chém đứt người con thiên thần thì nó vẫn có thể tự hồi phục. Azano định nhờ Kazuma tư vấn mà lúc này cậu đã biến mất thế là Azano bị đánh cho tơi tả. Kazuma lúc này đang chạm mặt với con dâu ma chính nó đã kéo đám cướp đến đây khi cậu định đánh thì Azano đánh nhau với thiên thần vô tình thiêu cháy con dâu ma. Azano hỏi Kazuma nên làm gì thì cậu bảo cô hãy chém đúng nơi nên chém. Khi Azano và Katerine đã cạn sức, cô lúc này đã hiểu ra mà hội tụ sức mạnh mà thiêu cháy thiên thần khiến nó trở về trạng thái bình thường. Tuy vậy, nhưng thiên thần vẫn không chết mà nó giải phóng lại sức mạnh của Azano khiến tầng thượng bị thiêu cháy. Katerine sau khi rời đi thì Kazuma bảo cô dừng lại và nói tầng thượng đã bị nổ và tòa nhà sắp sụp đổ có một sách duy nhất là Azano sẽ dùng anzaiha chém đất tầng trên thì tòa nhà sẽ không sao. Sau một buổi tối mệt mỏi, hai người đã ghé vào một quán mì soba. Kazuma lúc này lôi chai dựa cuỗng được lúc nãy ra, khi cậu rót rượu vô tình dính vào mặt Azano. Hôm đó Catherine giữa đường phố lại đi giết dâu ma để tập luyện, vậy là cô bị liệt vào diện điều tra của cảnh sát. Lúc này Kazuma nhìn thấy Catherine đang hành nhân viên ở đằng xa thì đến chào hỏi. Cô thám tử sau khi nghe Katerine muốn quyết đấu với Azano thì bật cười vì Azano rất mạnh khiến cho cô rất tức dân Katerine khi nghe cô thám tử nói Kazuma rất mạnh thì muốn quyết đấu. Thế là Kazuma đành phải xử ký cô nhóc vắt mũi chưa sạch này biết tay. Katerine triệu hồi siêu thú thiên thần nhưng vừa lao tới thì đã bị Kazuma dùng liên hoàn đao chém cho tan biến. Katerine rất bất ngờ vì phép gió lại có thể mạnh như vậy. Kazuma nói về nhược điểm của cô rằng Azano có thể dễ dàng tiêu diệt siêu thú và khi nó biến mất thì Katerine sẽ không khác nào với nhân. Kazuma đã nói Azano đã theo cậu nên thấy vậy Katerine cũng quyết định xuống tiền thuê cậu. Azano bên này khi nghe những cô bạn nói Kazuma đi cùng một cô gái thì nổi đó lên. Khi Lazuma đến thì cậu đưa thư thách đấu của Katerine cho Azano. Kazuma bên này đang huấn lúc Katerine nhưng khi cô đuổi theo thì vấp ngã vào lòng Kazuma. Đột nhiên cô cảm thấy rất bối rối khi nhìn thấy bóng lưng Kazuma giờ đi thì cô rất sao xuyến không thôi. Ngày hôm sau khi Azano đang tám chuyện thì Kazuma cùng Catherine đến, hai người lão vào cãi nhau vì sao Kazuma lại đi cùng. Khi hai người định chiến nhau thì Kazuma đã ngăn lại vì giờ không có tiền để đền. Catherine liền nói nếu cô thắng thì Kazuma sẽ cùng cô về nước. Nghe thấy vậy Azano rất tức giận nhưng Kazuma không quan tâm mà chỉ cần Catherine thêm tiền là được. Azano đã quyết tâm sẽ không để cho Kazuma rời đi. Vào ngày hôm sau hai người quyết đấu, Azano đã triệu hồi ra Enzaiha còn Kathezine thì triệu hồi ra Thiên Thần, Azano vì chủ quan cứ nghĩ Kathezine vẫn còn yêu như hôm trước nên đã dùng lửa thiêu Thiên Thần. Lúc cô tưởng đã thắng thì đột nhiên cô bị bắn bởi những đám lửa ma chơi và đó cũng là siêu thú của Kathezine. Azano lúc này đang bị bao vây cô bắt đầu né đòn nhưng lại bị bắn thẳng vào mông. Kazuma vì muốn cô nhận ra điểm yếu nên đã huấn lu cho Kathezine, Azano đã bị đánh cho tan tành nhưng Caterine lại không kết liễu cô mà bắt đầu đi ngại khiến cho Azano tức giận. Cô lúc này đã nhận thức được điểm yêu mình và tấn công đơn lẻ từng con ma chơi. Cuối cùng tất cả đã bị tiêu diệt và cô dùng sức mạnh bắn tung Caterine ra xa. Tuy vậy nhưng Caterine đã tỉnh lại, nhưng cô đến để chúc mừng Azano chiến thắng và bắt tay với nhau. Tuy là thu hôi nhưng Caterine vẫn chưa từ bỏ theo đuổi Kazuma nên cô quyết định sẽ định cư lâu dài. Vài ngày sau cả nhóm đã đi tắm suối nước nóng cô bạn của azano đã viện cớ là tham gia chương trình suối nước nóng trên tv nên đã trúng giải nhưng thực chất tất cả mọi chuyện là do tộc trưởng đề ra và muốn hai người giúp tác hợp cho hai đứa gốc kia kazuma đã nhận ra đây là chiêu trò của ông nhưng riêng azano lại không nghi ngờ gì ở nhà tộc trưởng lúc này vẫn đang suy nghĩ vào buổi tối hai người sẽ có buổi tối nồng cháy vì kazuma đang mệt mỏi nên cậu đã ở lại phòng còn bốn người sẽ đi tắm trượt ba cô gái bắt đầu diện đò khiến gen trở thành nam chính trong tập này kazuma khi tỉnh dậy cũng định đi tắm nhưng khi ra khỏi phòng thì lại chạm mặt bố cậu ở đây hai người bắt đầu khịa nhau kazuma hỏi ông chưa chết sao sau một hồi nói qua nói lại thì hai bên lao vào đánh nhau hai bên ngang tàu ngang xứ đến nỗi khiến mọi thứ xung quanh vỡ tung khi azano và gen chạy đến thì cũng không dám vào ngăn vì sợ banh xác đúng lúc cô thám tử đi đến nơi vài câu thì hai người đã ngừng đánh nhau cô nói đang hẹn hò với gen mà khiến cho hai người rất hoảng thế là hai cha con đành phải đình chiến và gen lo sợ cậu sẽ gọi cô thám tử cả mẹ một lúc sau vì đã bẩn đồ nên Kazuma tiếp tục đi tắm khi Zen đi thì gặp Azano hai người đoán hai cha con kia sẽ gặp nhau. Chưa nói hết câu thì hai cha con đã lao vào đánh nhau khiến cho cột nhà sập xuống. Lúc này cô thám tử lại tiếp tục đến rồi tách hai người ra. Và thiết thể dục hôm đó khi cô bạn Kudo đang nhảy sào thì bị một tên biến thái nào đó chụp lén. Hắn ta nở ra một nụ cười ghê tởm khi chụp được Azanoi. Hắn là Utesumi học cùng cùng lớp với Kudo. Khi hắn đang chụp câu lạc bộ TNC thì bị Kudo sút quả bóng vào mặt và máy ảnh cũng bị đạp hỏng. Khi những cô gái xuất cặp của hắn thì thấy những bức ảnh bị chụp lén ở phòng thay đồ và họ đã tìm thấy rất nhiều máy chụp lén. Hắn đã bị một trận đánh của câu lạc bộ TNC vì thấy đã đủ nên Kudo bảo tha cho hắn nhưng Utesumi lại nghĩ Kudo thích hắn và muốn hắn chụp hình cô. Thế là trưởng câu lạc bộ đã cầm gập tên Nick đánh hắn cái bốc. Ở bên này Kazuma và Azano bị một tên đã được gọi lại. Đột nhiên hắn bắt đầu gồng cơ khiến cho cơ bắp to lên. Cứ nghĩ là ngầu nhưng hắn lại bị hai người chế nhạo vì quá tức giận nên hắn đã lao đến nhưng bị Kazuma nhẹ nhàng hất văng. Tên nất ơ ờ vẫn còn đứng dậy được nên Kazuma đã đưa cà phê cho Azano cầm đê đậu xử lý hắn. Vì muốn có nụ hôn gián tiếp nên Azano đã uống hết. Sau khi cãi nhau với Kazuma và ra về thì Azano nhìn thấy tên Utesumi đang lên kế hoạch trả thù. Sau khi nghe Kudo kể thì cô cũng tức thay và tên Utesumi đã bị đình chỉ 3 ngày. Lúc này Shinomiza kể một tin rằng cô bạn cầm gậy đánh hôm trước giờ đã bị bất tỉnh. Và tối hôm đó những thành viên câu lạc bộ bắt đầu gặp nạn người thì bị xe tông còn người thì hóa điên. Những tin tức bắt đầu lan khắp trường và mọi người bàn tán Kudo sẽ là người cuối cùng bị. Khi đang ở trong lớp học thì tên Utesumi đến gặp Kudo, cậu bạn định chặn thì bị hắn hất văng ra. Hết cách Kudo đành nói chuyện với hắn, Utesumi bắt đầu biểu đỡ sức mạnh sau một hồi niệm thần chú thì hắn bắn ra quả cầu sức mạnh làn gãy cái cây. Hắn đe dọa Kudo làm nô lệ cho hắn không sẽ bị nhiễm lời nguyền. Kudo bắt đầu chửi hắn chỉ là một tên khốn khiến Utesumi tức giận bộc phát sát khí khi hắn đang dặn thần chú thì bị Kudo bắn súng gây tê liệt ngất đi sau một hồi điều tra bên phái cảnh sát nhận thất có rất nhiều thiếu niên bắt đầu bộc phát sức mạnh ở tokyo khiến cho azano nhớ về tên ất ở hồ trước những sức mạnh ấy bao gồm nước lửa điện và một số người còn sở hữu mắt quỷ kazuma bên này đang cùng viên cảnh sát khi làm mồi nhử và biết một tên côn đồ triệu hồi ra ma thú hệ hỏa theo những gì tên đó nói thì sau khi giết cảnh sát hắn sẽ được điểm rồi sau đó đi đổi đê trăng sức mạnh khi Kazuma giải quyết con sói lửa thì tên côn đồ cũng nhận sát tương theo. Khi cậu định rời đi thì bất ngờ bặt gặp hình bóng quen thuộc khiến cậu vô cùng bất ngờ. Cô gái đó là Sui. Ngay khi cô bỏ chạy thì Kazuma đã đuổi theo nhân cơ hội đó tên tội phạm cũng bỏ trốn. Khi ra đến đầu con hẻm thì cậu đã mất dấu Sui. Zen và hai người bạn lúc này đang đi chơi thì Kanon bị một tên khác lấp léo lại rủ đi hát karaoke. Azano sau khi đi uống trà tám chuyện cùng mấy đứa bạn về thì bắt gặp Katherine đang đuổi bắt một cô gái có vòng một khủng cô gái tung ra tuyệt chiêu phi sao trông rất yếu ớt khiến cô rất khó hiểu vì nó không phải là ma pháp. Khi Azano chạy đến cô hỏi những vụ việc gần đây có phải do cô gây ra không? Catherine đã được cô thám tử mời làm cảnh sát nên giờ cô đã là một cảnh sát bắt dâu ma. Cô gái ngực khủng kia nói cô là người chơi của Pademonium và tưởng hai người cũng vậy. Cô ta làm mây và bắn ra những ngôi sao hủy diệt nhưng đã bị lửa của hai người thiêu trụi và bị thiên thần bắn lửa ngất đi. Zen cùng hai người bạn đã bị đám em của anh tên ất ơ lúc sáng chặn lại hắn ta triệu hồi ra lửa khiến ba người rất bất ngờ hắn phòng lửa về phía ba người nhưng đã bị gen đỡ lại khi gen nói hắn là một pháp sư mà đi tấn công dân thường khiến hắn không hiểu gì sắt hắn bắn ra một con chi lửa nhưng bị những tia lửa của gen tiêu diệt và bay thẳng bền phía hắn như một bóng đen đã đỡ lại tên ất ơ cứ nghĩ mình mạnh mà không biết đã bị một dâu ma thao túng hắn tập trung hến sứ mạnh phóng về phía gen nhưng cậu đã đỡ được sau đó nuốt lấy lửa của hắn và phóng lại thiêu chết con dâu ma sau khi con dâu ma chết thì sức mạnh của hắn cũng không còn đám đàn em thấy đại ca đang tấu hài nên chạy hết. Hai người bạn thấy Gen rất ngầu nên đã chạy lại ôm lấy cậu. Catherine bên này truy hỏi thì biết được trên mạng có một kép sai mô phỏng nghi lễ triệu hồi dâu ma. Sau khi những người này cam kết thì phải tải xuống một dâu ma đã được chuyển sang dạng dữ liệu. Sau đó thì họ sẽ ngất đi và hôm sau sẽ có được sức mạnh. Khi hai người chơi đánh với nhau thì họ sẽ lấy được điểm kinh nghiệm của đối phương rồi tích lũy lại để lên cấp sức mạnh bản thân. Tên ất ơ sau khi đủ điểm kinh nghiệm và đi theo chỉ dẫn thì gặp được một người tên là Vesalil anh còn nhớ khi nhìn bên ngoài thì thấy hai tòa nhà song song nhau khi gen nhìn lên thì thấy một tòa nhà có hai đỉnh song song với nhau ba người đã lên đó xem nhưng không thấy tòa nhà nào đối diện đoàn rằng nó đã bị ma thuật giấu đi nên gen đã thử dùng phép tấn công vào thì thấy một lá chắn ngay sau đó cậu nghe thấy một giọng nói rồi biến mất gia tộc kanagi cùng cảnh sát đang bàn về vấn đề ma thuật khi kazuma đến azano thấy cậu có cảm giác rất lạ cô thám tử bắt đầu trình bày rằng đám dâu ma đã bị chuyển đổi thành dạng số và người chơi sẽ tải về nếu để như vậy quá lâu thì dâu ma sẽ nuốt hết linh hồn của họ. Cô đã nhờ Kazuma và Azano tìm bọn chúng nhưng Kazuma lúc này vẫn đang nghĩ đến chuyện gặp Sui, khi nghĩ kỹ lại thì có sự khác biệt là Sui có đôi mắt màu xanh. Cậu đã từ chối tham gia cùng Azano và nói bọn chúng đã dùng hình bóng của Sui và cậu sẽ không tha cho chúng. Azano lúc này nhận được điện thoại Canon nói Gen đã mất tích. Kazuma khi nghe được tin này, ngay lập tức ba người đã đến chỗ tòa nhà. Kazuma dựa vào khả năng tìm kiếm nhưng chỉ biết được không gian ở đây đã bị biến dạng. Cậu đã bay lên trước chém một nhát thì một lỗ hỏng đã xuất hiện và cậu đã vào trong. Và trong Kazuma đã phá trần nhà để vào ở đây không gian đã bị bóp mép quá nhiều, nên cậu đành dùng phép gió mở đường. Azano và cô thám tử lúc này cũng đã lên đến nơi. Azano định dùng Enzaiha nhưng cô thám tử ngăn lại vì nếu vậy tòa nhà kia sẽ lộ ra. Vậy là cô thám tử ra tay ném những lá bùa về bức tường vô hình tạo ra một cánh cổng. Sau khi vào bên trong, hai người bị cô gái được Kazuma gọi là xui chặn lại, nhưng cô ta tự xưng mình là Lapid đàn em của Vesaliu. Lapid đi đến bên bức tượng và lấy thanh kiếm khổng lồ làm vũ khí. Azano lao đến nương chiến nhưng cô không ngờ cô gái yêu đuối kia lạo có thể nhắc bổng được thanh kiếm khổng lồ kia. Không những thế thanh kiếm đó còn có thể hấp thụ hỏa thuật của cô khiến cho Azano nghĩ là Lapid đã nạp lần đầu. Bên bên này đang hỏi tên Ve đã làm gì thì hắn nói đây chỉ là một cuộc thí nghiệm nhỏ. Hắn bắt đầu trình chiếu những hình ảnh Kazuma Azano và cô thám tử từ camera quay lén của mình. Hắn đã nấu Kazuma chính là kẻ thù truyền kiếp của hắn nhưng mục tiêu lần này chính là đem đến cơn ác mộng dâu ma cho Tokyo. Là Zuma lúc này như đã nhìn thấy camera quay lén mà nhìn về phía đó. Cậu bảo Gen hãy hét thật to để cậu xác định phương hướng. Sau cú hét của Gen thì cơn gió to nổi lên và Kazuma đã xuất hiện. Khi nhìn thấy hắn, Kazuma cười lớn và hỏi hắn còn dám xuất hiện ở đây nữa à? Lúc này một tiếng động vang lên, là Pit bị Azano đánh bay qua bên này. Khi nhìn thấy cô Kazuma rất bất ngờ vì cô ấy giống xui đến tận 99,9%. Azano lao đến đánh bay Lapid. Khi cô định ra đòn kết liễu thì bị Kazuma chặn lại. Khi nhìn thấy Lapid, Kazuma luôn nghĩ về Sui khiến cậu rất đau khổ. Theo như LV lưu thì Kazuma và Sui là người yêu của nhau. Nhưng 4 năm trước Sui đã bị cống nạp cho quỷ dữ và Ve đã vớt lại những cảm xúc của cô rồi tạo ra Lapid. Cô bây giờ chính là nô lệ của Ve Kazuma quá tức giận nên tấn công Ve nhưng nhưng Lapid lại đỡ lại. Lapid hiện tại đã được Ve ban cho sức mạnh khi cô dương cao thanh kiếm thì một nữ thần cầm kiếm khổng lồ xuất hiện thanh kiếm đâm xuyên qua trần nhà chém đến nhưng mấy người đã tránh được khi kazuma đuổi đến thì hai người đã chạy thoát tên utesumi lúc này đang ở trong tù thì đột nhiên một vụ máu xuất hiện trên tường rồi từ từ tạo thành một dòng chữ bí ẩn ở gia tộc kanagi đang họp lại và xem đoạn phim tòa nhà bị bổ đôi ra ba người đã thoát ra được là nhờ kazuma cứu ra ngoài nhưng sau đó cậu cũng biến mất và demonium tuy bị phá hủy nhưng mọi việc vẫn chưa dừng lại những dòng chữ xuất hiện ở những người chơi có ý nghĩ người đã lên cấp. Rất nhiều người đã nhận được dòng chữ này và trốn thoát. Bởi vì Ute đã trốn thoát nên cô thám tử đã cho Catherine và một người vệ sĩ bảo vệ 24 trên 7. Kenma và Guzo sau khi nghe tên thật của Vesalio là Benat thì rất bất ngờ vì hắn là chủ tọa của hội pháp sư thuật ở châu Âu và được xem là những pháp sư hiện đại mạnh nhất. Kazu mà lúc này đang ở trên sân thượng lại vào buổi sáng 4 năm trước khi cậu chưa ký giao ước với thần gió thì cậu sống cùng với Sui. Hai người sống cùng nhau một cuộc sống bình thường. Kazuma lúc ấy phải đi làm thêm để kiếm tiền nhưng lại chẳng được mấy đồng. Cậu cũng đã quen những người bạn mới và họ nhờ cậu chăm sóc cho sui, vào buổi tối đẹp trời hai người cùng nhau ngắm trăng nói chuyện. Trong không gian lãng mạn nên thơ hai người đã hôn nhau, nhưng khi quay lại thực tại đột nhiên đầu Kazuma bắt đầu đau đớn, mắt cậu cũng chuyển sang màu đỏ và dường như cậu đã trở thành người khác. Một lúc sau khi hai cảnh sát đến công viên thì có một vụ ổ đả xảy ra khiến cho hai người mất mạng. Khi tìm thấy một người ngồi trong bụi cây thì cậu ta nói khi họ đang xem trận đấu của đấu sĩ thì một người bí ẩn đến giết hai người kia, Kazuma ở trong bóng tối thể sẽ giết Vesalius và con bút bê nguyên rùa kia, thực chất hai người kia chính là do Kazuma giết. Quay lại đêm hôm đó khi những người tham gia trò chơi đang ngồi xem trận đấu của hai người chơi đã lên cấp 2, một tên là người triệu hồi, quỷ còn tên còn lại có khả năng điều khiển tia laser, trước trận đấu hai bên bắt đầu đấu võ mồm xem ai hơn ai bắt đầu trận đấu tên điều khiển Tia Laser bắn về phía đối thủ nhưng phép của hắn đã bị vô hiệu hóa vì tên kia đã triệu hồi ma thú hóa giải phép thuật sau đó tên kia triệu hồi ra ba ma thú tấn công hắn bắt đầu bắn Tia Laser nhưng mãi không trúng vì quá sợ nên đã bỏ xuống khán đài để chạy nhưng bị khán giả đá vào khi hắn muốn có thêm sức mạnh thì cơ thể hắn có những biến đổi khi còn ma thú lao đến thì với một chiêu đã bắn xuyên qua người con sói tên triệu hồi quỷ đành phải thu hồi lại ma thú vì những sát thương ma thú bị thì hắn cũng phải chịu ma thú chim của hắn cũng không làm được gì tên kia hắn bắt đầu triệu hồi ra thêm ba ma thú nữa đột nhiên một làn gió đen bay đến và không ai khác chính là kazuma ngay lập tức ba ma thú đã bị lưỡi dao gió chém chết khiến cho tên triệu hồi quỷ bị cánh sát thương đau lan ra đất kazuma tiến lại gần nhấc bổng hắn lên rồi bắt đầu hút lấy ký ức của hắn nhưng vẫn không biết vị trí của pademonium ở đâu người còn lại là tên bắn tia laser kia lúc nãy hắn vẫn còn ngầu nhưng khi thấy kazuma tiến lại gần thì sợ đáy ra quần hắn bắt đầu phản kháng Cậu tiếp tục hút lấy ký ức của hắn thấy cảnh tượng đáng sợ đó khiến mọi người chạy tán loạn. Tuy không biết vị trí, nhưng Kazuma đã đọc được ký ức tên Utsumi biết nó ở đâu. Azano sau khi biết Kazuma đã giết hai người kia thì rất buồn giàu. Tên Utsumi bên này đang ở trong Pandemonium đã nâng cấp được lên cấp 3 trở thành người chơi mạnh nhất. Những điều đó đều bị lưu quan sát hết. Hắn nói tuy lapid là, là nhân tạo, nhưng cô được tạo nên cũng như có trái tim vậy nên một ngày nào đó cô sẽ có linh hồn như con người. Catherine và cô cảnh sát bên này đang bảo vệ Cu đo thì đột nhiên cậu cảm nhận được gì đó. Ngay lập tức cô đọc thần chú và tạo ra một kết giới quanh nhà nhưng đã bị luồng gió đen phá vỡ. Khi Catherine xuống xe thì Kazuma đến. Cô cảnh sát kia đã nói Kazuma chính là người đã phá kết giới. Cậu không nói gì mà lao đến sau lưng cô cảnh sát chỉ với một trường đã khiến cô bất tỉnh. Cậu đe dọa Catherine và bảo cô đừng nhúng mũi và nhưng cô lại tức giận muốn chặn cậu lại. Nhưng chưa được một phút thì siêu thú và Catherine đã bị hất văng ra xa. Đột nhiên lúc này Kudo từ trong nhà đi ra như bị điều khiển. Sáng hôm Azano đến, sau khi biết chuyện Kazuma DX đánh hai người tơi tả thì cô không tin, nhưng khi nhìn ấn chú bị cắt bằng gió thì không còn nghi ngờ gì. Cô thám tử nói Kazuma lợi dụng Kudo để tìm đến vị trí của Utesumi và sai cùng là đến Pademoni, vì để giết được Lưu thì cậu sẵn sàng phá hủy thành phố và hy sinh 10 triệu người. Cô nói Kazuma đã quay trở lại con người của hai năm trước. Khi cô đi làm nhiệm vụ ở London thì có tin đồn về một con ma gió và khi cô gặp nó lại chính là Kazuma. Zen lúc này đang đi dạo ở công viên thì hai người bạn của cậu xuất hiện, vì thấy Zen rất phiền muộn nên hai người đã theo dõi để giúp đỡ cậu, đột nhiên có một giọng nói vang lên. Bên đó một tên ất ơ đang khiêu khiêu chiến với Kazuma vì giết được anh sẽ có rất nhiều điểm kinh nghiệm. Khi Zen đến nơi thì tên ất ơ đã bị đánh bại, khi nhìn thấy ánh mắt của Kazuma khiến Zen rất sợ hãi, anh đi đến và bắt đầu dẫm đạp. Tuy Zen cố ngăn lại nhưng Kazuma đã bảo cậu tránh sang một bên. Lúc này Serizaga và Kanon lao đến bế cậu chạy đi vì Kazuma lúc này không còn suy nghĩ được gì nữa và Zen có thể mất mạng. Khi cô thám tử đến nơi thi tên ất ơ đã bất tỉnh và cô thấy rất kỳ lạ vì mỗi khi Kazuma thường chen vào trận chiến của hai người chơi nhưng lần này cậu lại một trọi một. Cô bạn của Azano lúc này đã tận dụng IQ200 tìm được gT sự buôn bán dâu ma và thấy được thông báo những người chơi sẽ tập hợp tại một tòa nhà. Azano lúc này đang ở bệnh viện để thăm Catherine Cô đã nói chuyện cô thám tử bảo cô là người duy nhất có thể cứu lấy Kazuma. Nhưng cô không hiểu ý nghĩ câu nói đó. Ở trong tòa nhà theo như thông báo kia, cô bạn cũng ở đây cô nhìn thấy cô đô mang đồ sexy bị điều khiển còn người bên cạnh là Utesumi. Hắn ta hiện giờ đã đạt được cấp 4 nên sẽ thay ve sa lưu đọc thông báo. Rằng Pademonium sẽ xuất hiện ở công viên tối nay. Ai tới được đó sẽ có được sức mạnh tối thượng. Utesumi lúc này cũng nhận ra cô bạn đó. Khi cô chạy trốn thì đã cố gắng gửi tin nhắn cho Azano và cô cũng bị bắt lại. Sau khi Azano nhận được tin nhắn thì đưa cho cô thám tử xem. Tessen Kazuma đã biết được vị trí của Pademonium và cậu đang đợi nó mở ra. Ý đồ của Kazuma là sự Utesumi lúc này đang ở trong Pademonium và diện kiến Vesalil. Hắn rất chủ quan với sức mạnh cấp 4 của mình và thách đấu với Vesalil để làm bá chủ nơi này. Ở bên chỗ tộc trưởng Genma nói ông sẽ tự mình đi giết Kazuma và kết thúc mọi chuyện. Nghe thấy vậy Gen đã đứng dậy phản bác nhưng không giúp ích được gì. Azano đã đứng dậy và tự nhận cô sẽ đi ngăn Kazuma lại ghen ba khi ra ngoài tuy ngoài miệng thì nói vậy nhưng trong lòng ông rất muốn azano cứu lấy con trai mình khi ba người đến công viên thì pademonium vẫn chưa xuất hiện nhưng những tên người chơi đã cố tiêu diệt giảm bớt đối thủ đi lúc này có vài tên bị đánh tơi tả lao đến chỗ ba người gen đã dùng ngọn lửa thanh tẩy của mình tiêu diệt hết đám dâu ma đang ẩn mình bên trong lúa ơ thời gian lúc này đã điểm 12 giờ pademonium đã xuất hiện với một tòa lâu đài lớn những ánh na đỏ bắt đầu lan ra khắp khu rừng khiến cho đám dâu ma chiếm lấy cơ thể của lúa và biến thành quái vật Bọn chúng tập trung lại với nhau chạy về phía Pademonium. Lúc này Kazuma đã xuất hiện với cơn lốc xoáy đen, cậu đã tiêu diệt hết đám dâu ma. Azano nhìn thấy Kazuma lúc này vô cùng đáng sợ, ngay cả khi cậu chưa sử dụng sức mạnh của thần cũng đủ khiến cô run rẩy như bây giờ. Tuy vậy, Azano bây giờ thấy Kazuma không được mạnh như bình thường, khi Kazuma tung những lưỡi dao gió về phía Azano thì cô dễ dàng chặn được. Cô lao đến chém liên hoàn vào Kazuma khiến cậu thất thủ, cậu đứng suy nghĩ không hiểu sao lại không thể đánh bại được Azano vì quá bực tức Azano đã triệu hồi ra được ngọn lửa màu đỏ. Cô kể Kazama đã nói với cô cậu sẽ dùng sức mạnh để cứu lấy mọi người khiến cho Kazuma nhớ về xui. Kazuma lúc này đã bình tĩnh lại và cậu đã bị Azano chém một phát. Tuy vậy nhưng cậu đã dễ dàng cắt gọt được ngọn lửa đó nên cậu không chút bị thương gì. Ba người đã cùng nhau lao vào Pademonium để cứu mọi người. Pademonium thì ở đây có rất nhiều vàng. Kudo và cô bạn của Azano cũng xuất hiện. Hiện tại hai người đang bị điều khiển bởi Lapid. Cô bắt đầu triệu hồi lên cục vàng và tên béo Utesumi cũng bị dính vào nó. Là lúc này đã chém đất Utesumi và dùng hắn để làm hiến tế lúc này một vòng tròn ma pháp hiện ra đây là nghi thức để triệu hồi hoàng tử của địa ngục. Là lúc này nói cô là một con búp bê từ cảm xúc của Xui Linh nên cô muốn thay thế Xui, nghe được điều đó khiến Kazuma nổi điên lên, lốc xoáy sinh quang Kazuma đã nổi lên. Cậu dùng lưỡi dao gió chém về phía lapid cậu lơ là thì lapid đã triệu hồi ra tảng vàng tấn công. Thấy Kazuma như vậy nên Azano đành lao lên để đánh tay đôi nhưng cô đã bị hai người bạn cản trở. Kazuma đã lấy lại được bình tĩnh nên đánh chuẩn xác chúng Lapis, Udo và cô bạn nên hai người đã được Kazuma cứu. Đột nhiên một cơn động đất lớn vang lên. lapid thịnh sẽ hy sinh 100 sinh mạng để chia hồi hoàng tử địa ngục và sau đó Tokyo sẽ bị tiêu diệt. Nhờ có làn gió của Kazuma nên mọi người đã được đưa ra ngoài an toàn. Vì sức mạnh của ba người sẽ không thể nào đánh bại được hoàng tử địa ngục nên ba người phải tam kiếm hợp bích để pha hủy nghi lễ khi mặt đất tan biến một hố đen hiện ra thì ba người tung hết sức mạnh kazuma đã hội tụ đủ sức mạnh của thần gió với nguồn sức mạnh khổng lồ đã tạo ra một vụ nổ lớn và một nguồn ánh sáng đã chiều thẳng lên toàn lục địa sau khi tung hết sức thì một lỗ lớn được hình thành và nghi thức triệu hồi cũng tan biến lúc này tên vaseliu cũng xuất hiện kazuma lo với tình trạng hiện giờ của mọi người thì sẽ không thể đánh được nhưng hắn đã không có ý định đánh nhau vì genma đã xuất hiện và sức mạnh của ông ngang với thần gió Trước khi Lapid rời đi Kazuma, DDA hỏi câu nói cuối cùng của Sui Linh chính là muốn cậu chết đi. Kazuma rất buồn nên Azano đã đến an ủi nhưng bất ngờ cậu lại ôm chầm lấy cô. Khi về lại nhà hai người nói chuyện với nhau, sau khi nghe Azano nói ra những lời thật lòng thì Kazuma đã quyết định từ bỏ quá khứ để sống với hiện tại. Cậu đã ngửi lấy tóc Azano rồi sau đó vỗ mông con gái người ta khiến cô giật mình nhảy xuống hồ. Azano đã triệu hồi ra Enzo Ha và hai người lao vào đánh nhau.